anh em bà con cô bác ơi, hôm nay đã có nội dung của chap mới rồi, One Piece 955 nè. Hay đừng hỏi luôn, mà nội dung thì nhiều lắm đấy. Mình thì mình sẽ kể sương sương một chút cho anh em nha. Ngày mai thì có bản đầy đủ thì mình sẽ cập nhật thêm. Vâng, xin chào bà con cô bác, chào mừng anh em đã đến với Xăm Soi. Như các bạn đã biết rồi đó, ở chap trước thì Hyoji có đề cập đến hai thanh kiếm. Đó chính là thanh Diêm Vương Emma và thanh Habakiji. Tiếp đến, Lò đã xử lý thành công thánh nhọ tóc vàng Hakin. Thằng cu lão cao su thì vẫn ra sức luyện tập Haki cấp cao, mà chả biết gì về cái vụ Big Mom và Kaido lỗi lại tình xưa như cũ. Còn với chap hôm nay 955, lại một lần nữa Haki sắc màu con cưng được bút lên một tầm cao mới. Roro được công nhận là nhân phẩm cực tốt. Như chap trước thì anh em để ý kỹ sẽ thấy tất cả mọi người tụ họp nhưng không thấy Hyoji ở đâu. Tận 2 ngày sau, tưởng như một vụ shipper bùng hàng, hóa ra hôm nay đầu tảo đã nhận được thanh Diêm Vương rồi. Khi mới cầm vào thanh kiếm, Emma đã giải phóng ra Haki của người sử dụng một cách vô cùng mạnh mẽ, đến cái mức mà tay của Roro đã trở lên teo tóp, hình như nó hút vào rồi giải phóng ra thì phải. Tiếp đến, những đòn tấn công từ thanh kiếm này sẽ giải phóng ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, ngoài sức tưởng tượng luôn. Kiểu như bạn dùng một lực là 5 nhưng giải phóng ra sẽ là 8 và 9 vậy. Và nếu như đó là một samurai bình thường thì thanh kiếm này sẽ hút người đó đến khô héo lại. Yếu quá thì có thể chết luôn chứ chả đùa được đâu. Ông thợ rèn kiếm có nói rằng, thế nào cậu có sợ không? Muốn đổi sang thanh kiếm khác chứ? Thêm một thông tin nữa là cả hai thanh kiếm này của Oden, Emma và Habakiji đều ngang hàng với thanh Susui nhé bà con. Tức là thuộc top 21 thanh kiếm hiếm đứng thứ 2, vẫn sau thanh Joju của Mỹ Hảo và đại bảo đao của bố già dâu trắng. Lúc này thì Roro còn chém test thử qua một phát, cậu dễ dàng chém bay nguyên cả một ngọn đồi, khiến cho chàng trai số 3 tóc vàng phải lè lưỡi vì chán. Đúng là phận con ghẻ, buồn lắm anh em ạ. May này ấy, anh em có con thì đừng có cho nó nhuộm tóc vàng nhé, cứ màu xanh tảo mà chơi. Chuyển cảnh đến thằng lão cao su. Sau một thời gian tập luyện căng lão, cu cao su thì đã lĩnh hội được Haki cấp cao vũ trang. Ten ten, anh em chúc mừng một phát nào. Rồi đến khi thằng cu này gặp phải cặp đôi Big Mom Kaido đang bá vai bá cổ, chắc thằng cu lù tắt lắng luôn. Ở chap trước thì các bạn đã biết rồi đó, địa điểm tập kết của các samurai đã được thay đổi do kế hoạch của đại nhân Yasu. Nhưng đến thế quái nào cái chap này, tên bựa nhân Ozuchi đã phát hiện ra điều đó. Phải chăng quân ta đã có lỗi gián? Chuyển cảnh về chỗ con cưng thì thanh Wado Ichimoni với thanh Emma được tiết lộ đều do một thợ rèn kiếm. Và người đó có tên là Shimotsuki Kozabujo. Được biết, ông thuộc tộc nhân của Shimotsuki và đã trốn khỏi Wano Quốc cách đây 50 năm. Rất có khả năng rất là cao, người này có liên quan đến anh đầu tảo. Biết đâu đó chính là bố của Roro thì sao nhỉ? Điểm thú vị ở đây là thầy của Roro khi xưa, Koshijo tức là số 4, còn ông lão rèn kiếm Kozabaju tức là số 3. Vậy hai người này có quan hệ gì với nhau? Họ cùng bỏ trốn từ Wano Quốc chăng? Và rồi, chap mới kết thúc tại đây nha. Tuần sau thì vẫn có chap mới anh em ạ. Cuối cùng thì xin cảm ơn nhóm FC 1P Việt Nam đã đưa ra những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye.